Mến thưa quý bà con, các bác, Minh Toàn đang đứng tại các cái cầu tàu mà đi ra ngoài Cát Bà của Tuần Châu. Thì ở đây trên các cầu tàu này và Minh Toàn đang đứng ở giữa cầu tàu, và trên cầu tàu thế này thì quý bà con của bác có thể cảm nhận được những cái tiếng cót két nghe rất là sợ ghê tai, giống như ở trong các cái phim kinh dị. Bởi vì nước sóng đánh thành ra là các cái sắt nó dao động, nó va chạm vào nhau nó cũng nghe tiếng cót két luôn. Và tại đây thì quý bà con các bác, khi mà chúng ta ra Cát Bà thì chúng ta sẽ lên được những con tàu như thế này để chúng ta ra ngoài Cát Bà. Đấy, những con tàu như thế này sẽ đưa chúng ta ra ngoài Cát Bà. Và khi mà chúng ta đi lên những con tàu này, chúng ta cũng có thể ngồi ở trên trong cái khoang khách hàng, hoặc là chúng ta cũng có thể lên trên boong tàu. Như quý bà con các bác có thể nhìn thấy các du khách ở đây là lên trên boong tàu để ngắm được những cái cảnh đẹp mà chúng ta cảm nhận được từ boong tàu. Minh Toàn đang đứng ở trên cầu tàu này và Minh Toàn cảm thấy cái sự bồng bềnh, trong tranh của cái tàu đặt câu tàu này. Đây, cái bà con của bác có thể nhìn thấy khách nước ngoài về đây rất là nhiều. Đây, chúng ta cũng có thể là ngồi ở trên boong tàu, hoặc chúng ta cũng có thể ngồi ở trong các cái khoang khách hàng. Có những con tàu người ta trồng cả cây xanh rất là đẹp, ví dụ như con tàu xa xa kia, Ansia, tàu Ansia, đấy là cái tên của nó thôi. Đây, và một số du khách thì chọn những cái phương thức đi như thế này. Đây, các bà con các bác nhìn thấy. Đó. Có cả khách Tây cả khách ta. Ở đây thì Minh Toàn đang ở trong bán đảo Tuần Châu, nên quý bà con cô bác có thể cảm nhận được là một số cái đôi uyên ương về đây để chụp lưu lại những cái hình ảnh để trước khi cưới. Đấy, người ta gọi là ảnh cưới, như đây, như đôi uyên ương này. Đấy. Và đây thì hôm nay mùa này không phải là mùa du lịch, nhưng quý bà con cô bác có thể cảm nhận được là hành khách về với cảng Tuần Châu như là Cát Bà nói riêng hay là Hạ Long nói chung rất là đông đúc. Ở đây quý bà con cô bác cũng có thể cảm nhận được các chuyến tàu đi liên tục và lượng khách ở trên đấy cũng không phải là ít. Bây giờ Minh Toàn xin mời quý bà con cô bác chúng ta hãy đi một vòng ở bên trong cái Tuần Châu này nhé, cùng Minh Toàn, để chúng ta biết được thêm về cái bán đảo Tuần Châu này. Đấy là những cái tiếng còi tàu đấy quý bà con. Tàu thì tiếng còi tàu thì nó to lắm, đây là những tiếng nó bé thôi, còn những cái tiếng tàu mà tàu trọng tải lớn to lắm. Vé đẹp mà. Trước mặt quý bà con cô bác là những cái chuyến xe mà đưa quý bà con cô bác cũng nhớ khi mà về với bán đảo Tuần Châu hay là về Hạ Long để đi du lịch ra ngoài Cát Bà và đi ra Vịnh. Đây, có em gái ăn mặc cái quần chẳng giống ai cả nhỉ,
nhưng mà khá là đẹp đúng không ạ? Ở trong này thì rất là nhiều du khách quốc tế, rất là xinh. Đây, đây là các cái du khách mà về du lịch ở nơi đây. Nhìn ở đâu em? Em gái xinh đẹp em cứ đi em nhìn ở đâu? Ngồi ở đây có cái con tàu này rất là đẹp. Minh Toàn cũng xin gửi lại cái hình ảnh này đến quý bà con cô bác. Đây, con tàu này là mới đưa du khách từ ngoài Cát Bà du lịch ở trên Vĩnh. Trở về với đất liền. Khi về đất liền thì sẽ bắt các cái cầu tàu này để cho quý bà con cô bác đi từ tàu đi lên. Đây là cái cầu tàu. Và tàu nó chỉ là bắt đi để áp sát vào cầu tàu thôi, chứ nó không vào sát đây được. Bởi vào sát đây thì nó bị vướng vào cái lạch rồi. Em mến thưa quý bà con cô bác, đây là những cái cảnh mà ở Tuần Châu, ở trong bán đảo Tuần Châu. Trong này thì có các cái ở đây, ví dụ như các đây là các cửa hàng mà sẽ bán nước cho quý bà con. Chúng ta uống nước nghỉ ngơi thì chúng ta vào ở trong cái khu này, khu nhà này. Ở đây thu hút rất là nhiều khách du lịch nước ngoài. Du đằng trước quý bà con cô bác là một số cái khách du lịch nước ngoài. Em gái này cũng khá là cao, phải 1m70 đấy. Về với Tuần Châu thì quý bà con cô bác cũng cảm nhận được cái sự sạch sẽ và không khí ở đây, đến cái cả cái sọt rác thì rất là đẹp. Đây, toàn bộ đây là những cái, không phải là toàn bộ các con tàu mà đây là một số cái con tàu để giúp bà con cô bác chúng ta di chuyển ra Cát Bà và cũng như là ra ngoài Vĩnh. Anh ơi, các cái tàu này là ra Cát Bà hay là ra Vịnh Hạ Long hả? Ra Vịnh Hạ Long. Ra Vịnh Hạ Long. Có ra được Cát Bà không? Nếu mà có khách đặt đi Cát Bà thì cũng đi được. À vâng. Còn đây là ra Vịnh Hạ Long. Đến Nam Vịnh đến Hạ Long. À vâng. Em cảm ơn anh. Đây là những con tàu mà đi ra Vịnh là nhiều quý bà con ạ. Đây, và Minh Toàn xin phép đi xuống dưới cầu tàu này một chút để quý bà con có thể nhìn thấy được cái cầu tàu. Đấy, đây là các cái phao nổi của cầu tàu. Đấy, đây là các anh thủy thủ lái tàu. Đấy, chú gà con của bác cảm nhận được tàu này bằng sắt, ngày xưa là toàn làm đóng tàu, là kỹ sư đóng tàu trên neo sắt. Đây, quý bà con của bác nhìn thấy các cái xăm lốp này để người ta dùng để làm như thế này để nó chống va đập. Và đây là một cái con tàu mà đang đi tham quan về. Tàu nó sẽ neo đậu như thế nào thì quý bà con của bác nhìn cái cảnh này để biết cái cách tàu neo đậu.
Đấy, khi mà tàu neo đậu là nó hay va chạm vào các tàu khác như thế. Chính vì thế mà người ta hay treo các cái phao, các cái lốp. Và đây là thả dây. Đây là cái neo tàu. Đây là các cái neo tàu. Đây là phía tàu sẽ cập bến. Đấy, khi tàu cập bến thì quý bà con cô bác cũng có thể thấy được các du khách đi theo cầu tàu và đi lên. Khi mà tàu vào bến thì người ta sẽ thả các cái neo tàu như thế này quý bà con. Đấy, các neo tàu này. Đây là các ổ điện ba pha. Đây là người nước ngoài với bà con. Con gái đi rung lắc cả cầu tàu ấy nhỉ. Úi giời, úi giời. Đây, trong tàu thì Minh Toàn sẽ có dịp mà gửi đến quý bà con cô bác những cái hình ảnh ở phía trong con tàu này. Hôm nay Minh Toàn chỉ là đi phía ngoài thôi. Sau khi mà lên tàu thì sau khi mà chúng ta lên ở tàu xuống thì các hành lý của chúng ta sẽ được các anh như thế này đưa lên bờ.